Nga xin kính chào quý vị đến với bản tin Kinh tế Thế giới do ban biên tập Tuổi Trẻ Hải Ngoại biên soạn. Kính thưa quý vị, các nhà đầu tư Âu Châu đang lạc quan trước tài liệu tạo công ăn việc làm ở Hoa Kỳ. Tin từ Frankfurt, cổ phiếu châu Âu đã đáy lại sự thua lỗ trước đó. Các nhà đầu tư đang tiếp tục lạc quan là Ngân hàng Trung ương châu Âu hay là ECB sẽ làm những điều cần thiết để yểm trợ thị trường chứng khoán tại các nước trong khu vực đồng Euro, ngăn chặn sự sụp đổ của đồng bạc chung. Thị trường cũng đang lạc quan trước các dữ kiện tạo việc làm ở Hoa Kỳ, giảm bớt lo lắng đối với sự phát triển toàn cầu. Chỉ số DAX đã tăng được 0.2%, lên được con số là 6.930 điểm. Ông Robert Haver là một nhà buôn bán của ngân hàng Badr nói rằng các nhà đầu tư đã có thêm một chút không gian để thở, không còn quan tâm tới nhiều vấn đề như tự hỏi nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ như thế nào, Tây Ban Nha cần bao nhiêu tiền, Trung Cộng sẽ làm những gì. Vào giờ phút này, thị trường chỉ để ý tới những dấu hiệu tích cực, tin tưởng chỉ số DAX sẽ tiếp tục lên con số trên 7.000 điểm. Cổ phiếu ngân hàng trong 9 ngày qua đã lên được 12%. Và kính thưa quý vị, Tây Ban Nha có thể xin quốc tế cứu nguy. Sau nhiều tháng phủ nhận, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy lần đầu tiên gợi ý là quốc gia đầy nợ của ông có thể xin quốc tế cứu giúp. Ông Rajoy nói trước khi quyết định, ông sẽ nghiên cứu trước về cơ cấu của Ngân hàng Trung ương châu Âu, kế hoạch mới của ngân hàng này khi mua trái phiếu của những quốc gia còn nợ, gồm có Tây Ban Nha và Ý. Việc mua trực tiếp trái phiếu của ngân hàng có thể làm giảm bớt chi phí vay mượn tăng cao Tây Ban Nha và Ý đang phải đối mặt trên thị trường tài chánh thế giới. Lãi suất đối với trái phiếu của Tây Ban Nha đã lên đến mức khiến Hy Lạp, Ái Nhĩ Lan và Bồ Đào Nha xin được cứu nguy. Cho đến nay, các giới chức Tây Ban Nha vẫn phủ nhận là chính phủ cần được cứu nguy. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo truyền thống giữa năm, ông Rajoy nói, một khi biết rõ thêm về kế hoạch mua trái phiếu của Ngân hàng Trung ương, ông sẽ lấy quyết định tốt nhất cho Tây Ban Nha về số tiền cứu nguy. Ngày càng nhiều nhân viên môi giới tài chính bỏ việc. Kính thưa quý vị, bùng nổ số lượng người hoạt động trong ngành đã tạo ra một sự suy thoái cho ngành công nghiệp môi giới tài chính và ngày càng nhiều có nhiều nhân viên môi giới bỏ nghề. Theo Cerulli Associates, tổng số các nhà tư vấn tài chính cá nhân trong năm ngoái là năm thứ ba liên tiếp giảm 2.3%, hay nói cách khác là giảm 7.000 người. Ông Tyler Crohoty, một chuyên gia phân tích thuộc Hiệp hội Cerulli Associates cho biết, mọi người đều nghĩ rằng tất cả số nhân viên môi giới đang bùng nổ rồi sẽ nghỉ hưu, cơ hội sinh lợi sẽ tăng lên theo dòng chảy vì ai cũng cần lời khuyên từ nhân viên môi giới. Tuy nhiên, các nhân viên môi giới này đã và đang trụ việc lâu hơn. Lương hưu thì làm sao có thể bằng tiền kiếm được từ công việc? Vì lý do đó, các nhà đầu tư đã đổ lỗi cho những nhà tư vấn và chuyển hướng kinh doanh sang nơi khác. Ông Clohorty cho biết thêm rằng, việc các nhân viên môi giới giúp các nhà đầu tư vượt qua được suy thoái kinh tế là một việc làm mạo hiểm giống như đùa với lửa. Và ông cho rằng, những người từng làm việc với ông đều thất bại trong việc hợp tác và bảo vệ công việc kinh doanh của ông. Do đó, cho dù ông có đang được tư vấn bởi một nhân viên môi giới thuộc Morgan Stanley hoặc Merrill Lynch hay Schwab, ông cũng sẽ không tiếp tục hợp tác bởi vì ông có làm gì thì cũng không có hiệu quả. Trở lại năm 2007, lực lượng nhân viên môi giới tại các công ty lớn đã được tuyển dụng để kiểm soát chặt chẽ một nửa thị trường dưới đề mục là tài sản của khách hàng. Tuy nhiên, thị phần của họ đã đang thu hẹp lại và các dự án của Cerulli Associates bị cắt giảm đến 34% vào năm 2014. Rất nhiều tiền đang chảy vào tay của công ty Registered Investment Advisor, một công ty tài chính cung cấp một cách tiếp cận toàn diện hơn để quản lý tài sản. Tài sản khách hàng tại công ty này đã tăng 14% so với năm ngoái. Ông Clohorty cho biết họ dựa vào cách hoạch định bất động sản và hoạch định tài chính và cố gắng đánh giá các kế hoạch tài chính do sinh hoạt đời sống, chứ không phải là đánh giá số lượng tài sản và sau đó nhìn nhận tiền lãi thị phần. Và ông cũng cho rằng để thoát ra khỏi tình trạng suy thoái kinh tế, giới đầu tư sẽ không còn để mắt tới các thương hiệu tư vấn tài chính nữa. Chỉ số chuyển khoản tiền IRA được dự báo sẽ tăng 5% một năm trong suốt năm 2016. Các nhà đầu tư hiện ngày càng sẵn sàng chi trả để được tư vấn hơn là trả tiền hoa hồng môi giới. Và kính thưa quý vị, bê bối ở ngân hàng Standard Chartered, phóng viên Jonathan Gordon thuộc hãng đài Reuters cho biết, các cáo buộc rất nghiêm trọng đang được đưa ra nhằm chỉ trích Standard Chartered, một ngân hàng cho đến nay được coi là một trong những ngân hàng hoạt động trong sạch nhất. Thanh tra điều tiết ngân hàng hàng đầu của New York đã cáo buộc tội ngân hàng này cho chính phủ Iran vay tiền với một mưu đồ bất chính. Vậy mưu đồ nêu trên là gì?
giao dịch bất hợp pháp trị giá trên 250 triệu Mỹ Kim. Kính thưa quý vị, 250 tỷ Mỹ Kim giao dịch một cách bí mật, tạo ra tiền lãi lên đến hàng trăm triệu Mỹ Kim cho Standard Chartered, tất cả đầu vi phạm luật liên bang Hoa Kỳ về rửa tiền. Ông Mike Warner, chuyên gia phân tích giá trị tài sản thuộc ngân hàng Hồng Kông và China Standard Bankster, nói rằng Standard Chartered từng được ví như là một thiên đường an toàn cho các ngân hàng toàn cầu. Họ chưa bao giờ bị bôi đen hình ảnh bởi các vụ bê bối và các cáo buộc. Lời buộc tội này đã gây ra tình trạng bán tháo cổ phiếu trên toàn cầu. Giá trị các cổ phiếu đã giảm 20% trong phiên hôm nay tại Hồng Kông. Các thanh tra điều tiết ngân hàng của Hoa Kỳ đe dọa sẽ thu hồi giấy phép của Standard. Nhẹ nhất, ngân hàng này sẽ bị phạt một khoản tiền lớn và bị hạn chế hoạt động tại Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao New York cho biết, người cho vay tiếp xúc với hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ để hỗ trợ cho khủng bố, buôn bán vũ khí, các trùm ma túy và các chế độ tham nhũng. Standard Chartered là ngân hàng Anh thứ ba bị gài bẫy bởi các nhà quản lý Hoa Kỳ vào mùa hè này, sau Barclays và HSBC. Một cách riêng biệt, Barclays, Lloyd, Credit Suisse và ING đã đồng ý đóng tiền phạt và quyết đoán tổng cộng là 1.8 tỷ Mỹ Kim đối với các hành vi vi phạm tương tự từ năm 2008. Standard một mặt đã mạnh mẽ phủ nhận tính chính xác của những lời cáo buộc và nói họ sẽ tranh cãi về vị trí thanh tra điều tiết của Hoa Kỳ. Ông Jonathan Gordon nói thêm, bạn có thể đặt cược rằng ngân hàng này sẽ tự bảo vệ mình một cách mạnh mẽ. Giao dịch thương mại của họ chủ yếu tập trung vào các thị trường mới nổi ở châu Á, nhưng một giấy phép Hoa Kỳ là chìa khóa cho cấu trúc của nhiều sản phẩm và giao dịch ngân hàng. Xstrata đưa ra kế hoạch cuộc thỏa thuận sáp nhập. Kính thưa quý vị, thỏa thuận mua lại giữa công ty khoáng sản Xstrata và tập đoàn kinh doanh hàng hóa và khoáng sản khổng lồ Glencore đã được hội bàn trong 6 tháng. Vụ thương thuyết đã được đẩy đến hạn mức của cổ đông Quanta Holdings khi họ có muốn điều khoản tốt hơn. Bây giờ kết quả được công ty khoáng sản này đưa ra cho thấy rằng Glencore có thể phải tăng giá thầu của họ. Doanh thu giảm gần 1/3, chỉ còn 4 tỷ Mỹ Kim, nhưng cũng còn cao hơn so với nhiều nhà phân tích đã dự báo. Phóng viên Kevin Allison từ chuyên mục Breaking News của Reuters nói rằng kết quả cho thấy hoàn toàn khả quan cho Xstrata và các cổ đông của Xstrata khi họ có thể chỉ ra rằng công ty của họ đã hoạt động tốt hơn trong đợi trong một môi trường khắc nghiệt và điều đó có nghĩa là Glencore phải sẵn lòng trả nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, đối trọng hiện đang nghiêng về phía Glencore hay nói trắng ra là nằm trong tay giám đốc điều hành của Glencore, ông Ivan Glasenberg. Không có gì cho thấy là ông ta đang cảm nhận được điều phía Xstrata đang cảm nhận. Xstrata đã thu xếp êm đẹp vào mùa thu này bằng cách đưa ra một loạt cắt giảm. Họ cũng báo cáo một sự gia tăng chi phí cho dự án khai khoáng đồng của mình tại Peru tăng 23% so với dự toán ban đầu cách đây 2 năm. Và họ cũng tạm gác lại các dự án trong tương lai. Tất cả điều đó có nghĩa là chi phí cho năm 2013 sẽ tăng 400 triệu Mỹ Kim. Glencore và Xstrata sáp nhập sẽ tạo ra công ty khai thác mỏ lớn nhất thế giới, trị giá 90 tỷ Mỹ Kim. Nhiều người tin rằng những kết quả mới nhất sẽ không đưa ra bất kỳ sự thay đổi nào cho phía Glencore, nhưng sẽ có thay đổi đối với những cổ đông có lá phiếu quyết định vào tháng 9. Và kính thưa quý vị, tin từ Yangon, bị cô lập từ nhiều thập niên dưới chế độ quân sự và các biện pháp chế tài thương mại đã làm cho Miến Điện có rất nhiều xe cũ chạy trên đường. Tuy nhiên, việc đất nước đang bắt đầu mở cửa và các biện pháp chế tài của Tây Phương đã được nới lỏng đang nhen nhóm hy vọng sẽ có nhiều xe mới hơn trên đường khi các nhà đầu tư Nhật Bản đang đặc biệt quan tâm tới thị trường này. Bộ Giao thông Đường sắt đã tổ chức một cuộc họp báo để công bố quan hệ đối tác với công ty trách nhiệm hữu hạn xe hơi Nhật Bản, một trường đào tạo do các doanh nhân Nhật Bản thành lập để dạy học sinh sửa chữa và bảo trì xe hơi. Công ty này đang cố gắng ở một trường tại Yangon. Chương trình tại trường sẽ kéo dài trong 2 năm. Các sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận được giấy chứng chỉ rằng cho họ khả năng bảo trì xe hơi. Trong khi đó, một quảng cáo triển lãm xe hơi, đa số là xe từ Nhật Bản đã đến thành phố Yangon với khoảng 30 chiếc xe. Các đời xe dao động từ năm 1997 tới năm 2002 với giá là khoảng từ 15.000 Mỹ Kim cho đến 23.800 Mỹ Kim. Giá này vẫn còn cao gấp đôi so với giá bán ở các nước khác. Ngoài ra, vào tháng 9 năm ngoái, các quy mới đã có hiệu lực. Theo đó, xe cũ từ 30 cho đến 40 năm cũ sẽ có biển số đủ điều kiện được phép đổi giấy phép khan hiếm để nhập xe mới hơn từ sau đời năm 1995.
Là một phần của cải tổ tại Miến Điện, Bộ trưởng Thương mại cho biết các phòng trưng bày sẽ mở cửa tại các thành phố lớn để bán xe mới và đã qua sử dụng từ Nhật Bản, Nam Hàn và các quốc gia láng giềng như Thái Lan. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin Kinh tế Thế giới do Ban biên tập Tuổi trẻ Hải ngoại biên soạn. Thùy Nga xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin lần sau.